chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục trải nghiệm xứ Quảng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Quý vị thân mến, như đã thành lệ, tháng 6 hàng năm là tháng lễ hội biển của thành phố Tam Kỳ. Lễ hội biển Tam Kỳ năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 6 với chủ đề Tam Thanh, biển trong xanh, du lịch trong lành. Với chuỗi các hoạt động đầy màu sắc, năm nay lễ hội biển hứa hẹn sẽ đem đến cho quý du khách những cảm xúc khó quên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không khí sôi động và vui tươi của lễ hội biển năm nay quý vị nhé. Lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024 với chủ đề Tam Thanh, biển trong xanh, du lịch mát lành, bao hàm các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch từng làm nên thương hiệu mùa lễ hội biển của thành phố như lễ hội Carnival và chương trình Đại Nhạc Hội Bia Laro, chương trình Dạ Hội Thanh Niên, Liên Hoan Nghệ Thuật Hô Hát Bài Chòi Tam Kỳ mở rộng, trình diễn nghệ thuật thả diều, lễ hội ẩm thực và nước mắm Tam Kỳ, trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp, chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại năm 2024. Bên cạnh đó còn có các hoạt động thể thao hấp dẫn như giải bóng bàn các câu lạc bộ mạnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, công đài võ đường các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam mở rộng và giải bơi lội lắc thúng tròn trên biển mở rộng, ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng Tam Thanh cùng AIA chào ngày mới do xã Tam Thanh tổ chức. Quý vị thân mến, hoạt động trình diễn nghệ thuật thả diều là một trong những hoạt động thu hút rất đông người dân và du khách, đặc biệt là các em nhỏ. Những cánh diều no gió tung bay trên bầu trời bãi biển Tam Thanh đã góp thêm không khí nhộn nhịp cho lễ hội biển năm nay. Đây là không gian check-in lý tưởng dành cho tất cả mọi người để lưu lại những tấm hình kỷ niệm trong mùa hè này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những con diều với đủ hình dạng và màu sắc như thế này quý vị nhé. Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Hữu Toàn đến từ đội thả diều Sài Gòn Khay sẽ giới thiệu cho chúng ta về những con diều có mặt trong lễ hội biển Tam Kỳ năm nay. Chào anh Toàn ạ. Xin chào. Đến với lễ hội biển Tam Kỳ năm nay thì em thấy là anh mang đến rất là nhiều những con diều đầy màu sắc. Vậy thì anh có thể giới thiệu về những con diều này không ạ? Thì lần này mình mang tới vùng biển Tam Thanh này là một vùng biển rất là đẹp, tiềm năng. Mình chưa có du lịch nhiều thì mình hy vọng là đem tới những con diều này làm đẹp cho du khách cũng như dân địa phương ở đây. Thì mình đa số là diều mình mang tới là những con hải sản ở dưới biển giống như con mực, tôm, cá. Ngoài ra cũng có những con linh vật khác và làm cho khán giả và trẻ em rất là thích thú trong phần trình diễn thả diều hôm nay. Vậy thì năm nay anh mang tới đây là bao nhiêu con diều ạ? Tổng cộng là 50 con, mình kết hợp mình làm cái liên hoan diều Quy Nhơn thì mình cộng tác với bên câu lạc bộ diều Đà Nẵng và cùng chung thả một sân này là rất là nhiều diều, có thể là lên tới 70 con. Vâng ạ. Trong hôm nay. Vâng ạ. Vậy thì những con diều tại đây có về chất liệu nó có gì đặc sắc không anh? Lần này thì có khoảng chừng 20% là thiết kế mới của câu lạc bộ. Như những con diều, con thằng lằn, con bọ ba thì, con bạch tuộc là những thiết kế mới và nó rất là hoành tráng, làm cho bãi biển nó sinh động nhiều hơn những năm trước. Vâng ạ.
Vậy thì để mà căng một con diều no gió trên bầu trời biển Tam Thanh như thế này thì cái kỹ thuật nó như thế nào ạ? Anh có thể giới thiệu thêm. Thật ra những con diều nó phù hợp với từng cấp gió khác nhau. Đối với bãi biển Tam Thanh này thì gió nó vừa phải, khoảng 15 tới 20 cây số giờ thì mình có thể thả được những con diều ở rất là bự, mặc dù không có dùng sức nhiều, chỉ cần 3 người là thả con diều bạch tuộc khoảng 40 mét, dài khoảng 40 mét thì rất là dễ dàng, và nó đủ gió để nó nâng con diều lên vừa phải, không có mạnh lắm. Thì như các bạn thấy hiện tại thì bay rất là gặp trời của bãi biển Tam Thanh này. Vâng ạ, vậy thì khi thả những con diều đầy màu sắc và đa dạng kích thước như thế này trên biển thì anh cảm thấy là cảm nhận của người dân ở đây như thế nào ạ? Mình thấy người dân rất là háo hức và người ta ồ, diều bự đẹp quá. Thì mình nghe những câu đó mình thấy rất là phấn khích, mình muốn đem lại những lần sau những con diều đẹp mắt và bự hơn nữa để phục vụ khán giả ở địa phương như bãi biển Tam Thanh này. Vâng ạ, cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi, và cũng cảm ơn toàn đội đã đem đến cho bãi biển Tam Kỳ năm nay những con diều rất là nhiều màu sắc như thế này. Vâng, cảm ơn. Năm nay biển Tam Thanh có tổ chức lễ hội rất vui và đông đúc, và đặc biệt các anh thích thú nhất là năm nay có tổ chức thả diều, mọi người đông đúc hơn mọi năm, với lại diều nó cũng nhiều đấy, nên là rất thú vị ạ. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng xa xôi đến từ mảnh đất Kon Tum đến mảnh đất biển Tam Thanh này. Buổi chiều ngày hôm nay thì cực kỳ may mắn và có duyên trong buổi chiều ngày hôm nay được thấy vùng biển Tam Thanh này, đúng là ngày cuối tuần trong thứ bảy để mọi người có thể xả stress và gặp các vũ điệu để thấy được cái sự nhộn nhịp và năng động vui tươi để chào đón các gia đình và các thành viên và các sinh viên có mặt trong buổi chiều biển Tam Thanh ngày hôm nay. Thì bản thân của mình rất là háo hức và lên hình với tất cả các vũ điệu để có thêm nhiều hình ảnh để cho vùng biển Tam Thanh của Quảng Nam chúng ta ngày càng phát triển hơn. Thưa quý vị, trong khuôn khổ trưng bày các sản phẩm ô cốp của lễ hội biển năm nay thì có rất là nhiều các gian hàng trưng bày các sản phẩm, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Ngọc Tâm, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Ngọc Lan, để cùng tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm này quý vị nhé. Chào chị ạ, rất vui khi được gặp chị trong khuôn khổ lễ hội biển năm nay. Và đầu tiên chị có thể giới thiệu về cái sản phẩm nước mắm Ngọc Lan của mình không ạ? Chào em, và hiện tại mình đang đứng ở khu trưng bày các sản phẩm của Ngọc Lan. Thì đây là sản phẩm nước mắm truyền thống làm từ cá cơm của biển Nam Tam Thanh. Và nước mắm Ngọc Lan thì sản xuất theo phương thức thủ công hoàn toàn, được chứa trong những chum như thế này và được lọc từ những cái rổ gạn, và với cái cách làm rất là truyền thống và hướng đến việc giữ gìn cái hương vị mắm nguyên vẹn, thì tụi chị đã mang đến những cái sản phẩm mà thơm, ngon và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy thì hiện tại các sản phẩm của mình đang cung cấp trên những thị trường nào ạ? Nước mắm Ngọc Lan của tụi chị là sản phẩm ô cốp, nên là đang cung cấp cho những cửa hàng thực phẩm ô cốp, các siêu thị cốp mát, các siêu thị thực phẩm sạch. Và hiện tại thì có rất là nhiều trường học đang sử dụng nước mắm truyền thống cho bữa cơm của các cháu. Thì đó là một điều rất là vui, bởi vì là tụi chị thấy là giá trị của những chai mắm mang đến cho các bữa cơm của các con đã được rất là nhiều người lựa chọn, nên tụi chị cảm thấy rất là vui. Vâng ạ.
Vậy thì khi mà đưa sản phẩm nước mắm truyền thống ra thị trường thì chị đã nhận được những cái phản hồi nào từ khách hàng? Khi mà nước mắm truyền thống đến với tay người tiêu dùng thì cái đầu tiên mọi người cảm nhận được rất là rõ ràng là cái hương mắm rất là thơm và cái vị mắm rất là đậm đà. Có rất là nhiều anh chị đã quen với cái khẩu vị ngọt của những dòng nước mắm công nghiệp. Tuy nhiên là khi mà đến với nước mắm truyền thống thì mọi người sẽ cảm nhận hơi mặn một chút trong thời gian đầu sử dụng. Nhưng mà trong quá trình sử dụng nêm nếm thì mọi người sẽ cảm thấy cái khác biệt rất là rõ rệt và tỷ lệ khách quay trở lại rất là nhiều. Đó là một điều làm cho những người sản xuất nước mắm truyền thống như Từ Kiển là vui. Trong khuôn khổ của lễ hội năm nay thì được biết là chị còn mang đến một sản phẩm rất là đặc biệt, đó là cà phê mắm. Vậy thì chị có thể giới thiệu thêm về cái sản phẩm đặc biệt này? Cà phê mắm là một loại khá là mới và là sự kết hợp giữa cà phê và hương vị của nước mắm Nhĩ. Thì sản phẩm này cũng được rất là nhiều bạn trẻ sau khi thử thì mọi người cảm thấy là nó rất là đặc biệt, hương vị đậm đà hơn. Và có một cái mọi người đã thay đổi suy nghĩ là mắm nó không chỉ là trong món ăn mà nó còn có thể phối hợp trong những thức uống, nó mang đến một hương vị cũng rất là khó quên. Vậy thì trong tương lai chị có định hướng nào cho những cái sản phẩm nước mắm của mình cũng như là thương hiệu nước mắm Ngọc Lan ạ? Giống như những dòng nước mắm truyền thống khác thì tụi chị luôn có mong muốn là sẽ mang những chai nước mắm ngon và lành của mình để mang đến một bữa cơm rất là thơm ngon của người Việt, đậm chất Việt và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Chính vì vậy mà tụi chị sẽ ngày càng nâng cao cái chất lượng sản phẩm, nghiên cứu kỹ hơn, tìm ra nguồn nguyên liệu tốt hơn để mà đưa cái sản phẩm của làng nghề nước mắm mình ngày một vươn xa hơn, được nhiều người đón nhận hơn. Vâng ạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Và xin chúc cho chị cũng như là cái sản phẩm nước mắm Ngọc Lan của mình sẽ ngày càng vươn xa hơn trên thị trường ạ. Hương vị rất là lần đầu tiên được thưởng thức cái hương vị này, chắc chắn sẽ là một trong cái đặc sản sắp tới của miền Tây Quảng Nam này, chắc chắn một điều như vậy. Vậy là một đến một sản phẩm rất là lạ, đặc biệt là hương vị rất là ngọt ngào, và chắc chắn một điều ra sắp tới cũng hy vọng rằng cái thương hiệu này sẽ đem đến thành phố Tam Kỳ càng nhiều càng tốt. Có thể thấy, ngoài các hoạt động thể thao vui nhộn hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội biển, thì các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương thu hút khá đông khách tham quan, đặc biệt là tìm hiểu về nghề làm nước mắm truyền thống của Tam Thanh. Lễ hội biển Tam Kỳ được tổ chức thường niên trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm nay, thành phố Tam Kỳ nỗ lực tạo ra khí thế mới với nhiều hoạt động, sự kiện mới mẻ, đã để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách, tạo ra nhiều sức hút cho mùa du lịch biển, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch, tạo sinh kế cho người dân Tam Thanh. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Tam Kỳ, Tam Thanh đến với cả tỉnh, cả nước, kể cả quốc tế, góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ xanh, văn hóa, lịch sử, thông minh. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội biển Tam Kỳ luôn mang đến không khí sôi động và những trải nghiệm ấn tượng khó quên cho người dân và du khách khi đến với Tam Kỳ mùa hè. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch biển tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch của thành phố, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Trải nghiệm xứ Quảng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cũng xin được khép lại. Thân ái, kính chào và tạm biệt.